Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 35. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô mà rằng: Hãy biểu dân Israel do trong phần sản nghiệp mình đã có, nhường những thành cho người Lê-vi đặng ở, cho luôn một miếng đất ở chung quanh các thành đó. Người Lê-vi sẽ có những thành đặng ở, còn đất chung quanh các thành này sẽ dùng cho súc vật, cho sản vật và cho hết thảy thú vật của họ. Đất chung quanh thành mà các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là 1,000 thước châu vi kể từ vách thành và ở ngoài. Vậy các ngươi phải đo phía ngoài thành về hướng đông 2,000 thước, về hướng nam 2,000 thước, về hướng tây 2,000 thước và về hướng bắc 2,000 thước. Cái thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là đất của những thành người Lê-vi. Trong số thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi sẽ có 6 cái thành ẩn náu mà các ngươi phải chỉ cho, để kẻ sát nhân trốn tránh tại đó. Ngoài 6 thành đó, các ngươi phải nhường cho người Lê-vi 42 cái thành. Hết thảy thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi luôn với đất, số là 48 cái. Về những thành do trong sản nghiệp của dân Israel mà các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi, phải lấy bớt nhiều hơn của chi phái có nhiều, và lấy bớt ít hơn của chi phái có ít. Mỗi chi phái nhường cho người Lê-vi những thành cân phân theo sản nghiệp của mình sẽ được. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, là nơi kẻ sát nhân vì vô ý đánh chết ai chạy ẩn náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, hầu cho kẻ sát nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xét đoán. Vậy trong những thành các ngươi nhường cho sẽ có 6 thành ẩn náu cho các ngươi. Các ngươi phải chỉ 3 thành phía bên kia sông Giô-đanh và lập 3 thành khác trong xứ Ca-na-an, ấy sẽ là những thành ẩn náu. 6 thành này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Israel, luôn cho khách ngoại bang và kẻ nào kiều ngụ ở trong dân đó, để ai vì vô ý đánh chết một người có thế chạy ẩn mình tại đó. Nhưng nếu người ấy đánh bằng đồ sắt và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Nếu người đánh bằng một cục đá cầm nơi tay có thế làm chết và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Cũng vậy, nếu người đánh bằng đồ cây cầm nơi tay có thế làm chết và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Ấy là kẻ báo thù huyết sẽ làm cho kẻ sát nhân phải chết. Khi nào kẻ báo thù huyết gặp kẻ sát nhân thì phải làm cho nó chết đi. Nếu một người nào vì lòng ganh ghét xô lấn một người khác, hay là cố ý liện vật chi trên mình nó và vì cớ đó nó bị chết, hoặc vì sự thù đánh bằng bàn tay và vì cớ đó nó bị chết, thì người nào đánh đó hẳn phải bị xử tử. Ấy là một kẻ sát nhân. Người báo thù huyết khi nào gặp kẻ sát nhân phải làm cho nó chết đi. Nếu vì tình cờ vẫn hòa thuận nhau mà người có lấn xô hoặc liện vật chi trên mình người kia, hoặc nếu không phải thù nghịch chẳng có ý làm hại, lại không thấy mà làm rớt một cục đá trên mình người kia, có thể làm chết được. Và nếu người chết đi, thì cứ theo luật lệ này, hội chúng phải xử đoán cho kẻ đã đánh và kẻ báo thù huyết. Hội chúng sẽ giải cứu kẻ sát nhân khỏi tay người báo thù huyết và biểu người trở về thành ẩn náu là nơi người đã chạy ẩn mình, và người phải ở đó cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm đã được sức dầu thánh qua đời. Nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu là nơi người đã chạy ẩn mình, và nếu kẻ báo thù huyết gặp giết người ở ngoài giới hạn thành ẩn náu, thì kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân. Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm qua đời.
Nhưng sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, kẻ sát nhân sẽ được trở về trong sản nghiệp mình. Bất luận các ngươi ở nơi nào, điều này phải dùng làm một luật lệ xét đoán cho các ngươi trải qua các đời. Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ sát nhân. Nhưng một người chứng không đủ cớ đặng giết ai. Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhân đã có tội và đáng chết, vì nó hẳn phải bị xử tử. Các ngươi đừng lãnh tiền chuộc kẻ đã chạy ẩn mình trong thành ẩn náu, hầu cho nó trở về ở trong xứ sau khi thầy tế lễ qua đời. Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở, vì huyết làm ô uế xứ. Nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ, nếu không làm đổ huyết nó lại thì không thể chuộc tội cho xứ được. Vậy các ngươi chớ làm ô uế xứ là nơi các ngươi sẽ ở, và chính giữa đó là nơi ta sẽ ngự, vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Israel. Chương 36. Vả những trưởng tộc Ga-la-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, trong dòng con cháu Giô-sép, đến gần và nói trước mặt Mô-sê cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel mà rằng: Đức Giê-hô-va có phán cùng Chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Israel làm sản nghiệp, và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của Sê-lô-phát anh chúng tôi cho các con gái người. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trút khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm hân hỷ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi. Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel mà rằng: Chi phái con cháu Giô-sép nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Sê-lô-phát. Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel, một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác, vì mỗi người trong dân Israel sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình. Phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Israel thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia, nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Các con gái Sê-lô-phát làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se: Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Min-ca và Nô-a, các con gái của Sê-lô-phát đều kết thân cùng các con trai của cậu mình. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Ma-na-se là con trai Giô-sép, và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. Đó là các mạng lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Israel tại trong đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Thi Thiên 56. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày các kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại rình rập nom dòm các bước tôi, bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao?
Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Chương 33. Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng: Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này. Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vậy. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Về nhà cửa của thành này và cung điện của vua Giu-đa mà người ta đã phá đi để ngự lại đồn lũy và gươm dao của giặc, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khi đi đánh cùng người canh đê, nhà cửa này sẽ đầy dẫy xác chết của những người mà ta đã giết trong cơn giận và thạnh nộ của ta. Ấy là vì cớ dân này hung ác mà ta đã lánh mặt khỏi thành đó. Này, ta sẽ ban sức mạnh cho nó và chữa lành. Ta sẽ chữa lành chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự bình an và lẽ thật. Ta sẽ khiến những phu tù Giu-đa và phu tù Israel trở về, gây dựng lại chúng nó như hồi trước. Ta sẽ làm cho sạch mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta. Ta sẽ tha mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta và đã phạm pháp nghịch cùng ta. Thành này sẽ có danh vui vẻ, ngợi khen, vinh hiển cho ta ở trước mặt mọi dân thiên hạ. Họ sẽ nghe mọi sự lành ta làm cho chúng nó, thì đều sợ hãi và run rẩy về mọi phước lành cùng mọi sự bình an mà ta sẽ ban cho chúng nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Trong chốn này là nơi các ngươi nói, ấy là một nơi hoang vu, không còn có loài người cũng không có loài thú. Trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, tức những nơi đã bị hoang vu, không người, không dân ở, cũng không loài thú, thì người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui và reo mừng, tiếng của rễ mới và dâu mới, tiếng của những kẻ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời đời, và của những kẻ đến dâng của lễ tạ ơn trong nhà Đức Giê-hô-va, vì ta sẽ khiến những phu tù của đất này trở về làm cho như trước. Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong chỗ này là chỗ bị hoang vu, không có loài người nữa cũng không có loài thú, và trong mọi thành nó lại sẽ có những gia cư của kẻ chăn chiên khiến bầy mình nằm nghỉ. Trong những thành miền núi và những thành đồng bằng, trong những thành phương nam, trong đất Benjamin, trong các nơi chung quanh Jerusalem và trong các thành Juda, những bầy sẽ lại qua dưới tay kẻ đếm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Juda. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chính trực trong đất này. Trong những ngày đó, Juda sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn, danh nó sẽ được xưng rằng: Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: David sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Các thầy tế lễ, tức là người Lê-vi, sẽ cũng không thiếu một người trước mặt ta để dâng của lễ thiêu, đốt của lễ chay và dâng của lễ hằng ngày.
có lời Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ước của ta với David tôi tớ ta, mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa, và phá giao ước ta với các thầy tế lễ, tức người Lê-vi, kẻ hầu việc ta. Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời và lường cát dưới biển. Ta cũng sẽ ban cho David tôi tớ ta và cho người Lê-vi hầu việc ta được dòng dõi đông nhiều như vậy. Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vậy: Ngươi há chẳng xét dân này nói hay sao? Chúng nó nói: Hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn thì Ngài bỏ rồi. Như vậy chúng nó khinh dễ dân ta, coi dân này chẳng thành một nước nữa. Nhưng này là lời Đức Giê-hô-va phán: Nếu giao ước của ta về ngày và đêm chẳng đứng, và nếu ta chẳng định luật phép cho trời và đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và dòng dõi của David tôi tớ ta, đến nỗi ta sẽ chẳng lấy trong vòng dòng dõi người những kẻ cai trị dòng dõi của Abraham, của Isaac và của Gia-cốp. Vì ta sẽ đem những phu tù trở về và thương xót chúng nó. Chương 34. Này là lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi khi Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo binh người, mọi nước trong thế gian phục về người và mọi dân đang đánh thành Jerusalem và các thành khác thuộc về nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy đi nói cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa rằng: Đức Giê-hô-va có phán: Này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Chính ngươi sẽ chẳng thoát khỏi tay người, mà chắc sẽ bị bắt phó vào tay người. Mắt ngươi sẽ nhìn mắt của vua Babylon, ngươi sẽ lấy miệng đối miệng mà nói cùng người, và ngươi sẽ đi qua nước Babylon. Dầu vậy, hỡi Sê-đê-kia vua Giu-đa, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Về ngươi, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi sẽ không chết bởi gươm đâu, ngươi sẽ bình an mà chết. Người ta sẽ thiêu đốt cho ngươi cũng như đã thiêu đốt cho tổ phụ ngươi, tức các vua trước ngươi, và sẽ thương khóc ngươi mà rằng: Ôi Chúa ơi, ấy chính ta đã phán lời này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Tiên tri Giê-rê-mi bèn nói mọi lời ấy cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, trong khi đạo binh của vua Babylon đánh Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa còn sót lại, tức thành La-ki và thành A-sê-ca, vì trong các thành của Giu-đa chỉ hai thành bền vững đó còn lại. Lời phán cho Giê-rê-mi bởi Đức Giê-hô-va: Sau khi vua Sê-đê-kia đã lập giao ước với cả dân tại Giê-ru-sa-lem, đặng rao sự tự do cho dân đó, hầu cho ai nấy thả kẻ nô hoặc tỳ, tức là người nam hoặc nữ Hê-bơ-rơ, cho được thong thả, chẳng ai được lại giữ người Giu-đa anh em mình làm tôi mọi nữa. Hết thảy quan trưởng và cả dân đã dự vào giao ước ấy, mỗi người vâng lời phải thả đầy tớ trai mình, mỗi người phải thả đầy tớ gái mình được thong thả, không còn giữ lại làm tôi mọi nữa. Họ đều ưng theo và thả nô tỳ ra, nhưng rồi lại đổi ý, bắt những kẻ tôi đòi mà mình đã tha cho được thong thả lại trở về phục sự mình làm tôi đòi. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã lập giao ước với tổ phụ các ngươi trong ngày ta đem họ ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, và đã truyền cho rằng: Khi đã hết 7 năm, trong các ngươi ai nấy phải buông tha người anh em là người Hê-bơ-rơ đã bán cho mình và đã phục dịch mình 6 năm rồi. Ngươi hãy buông ra khỏi ngươi cho được thông thả. Nhưng tổ phụ các ngươi chẳng nghe ta, cũng không lắng tai mình. Còn các ngươi đã trở lại và làm điều đẹp mắt ta. Mỗi người rao cho kẻ lân cận mình được thông thả và đã lập giao ước trước mặt ta, tức trong nhà được xưng bằng danh ta. Nhưng các ngươi đã trở ý, đã làm ô uế danh ta. Các ngươi lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho tự do tùy ý chúng nó trở về, mà ép
phải lại làm tôi đòi mình như trước. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi đã chẳng nghe ta, mỗi người giao cho anh em mình, kẻ lân cận mình được tự do. Đức Giê-hô-va phán: này, ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian. Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta. Khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa nó, thật, ta sẽ phó các quan trưởng Giuđa và các quan trưởng Jerusalem, hoạn quan, thầy tế lễ và phàm những người trong đất đã đi qua giữa hai phần nửa bò con. Ta sẽ phó chúng nó trong tay kẻ thù, kẻ muốn hại mạng chúng nó. Thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho loài chim trời và loài thú đất. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia vua Giuđa với các quan trưởng người trong tay kẻ thù và kẻ muốn hại mạng, tức trong tay đạo binh vua Babylon mới lìa khỏi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: này, ta sẽ truyền lệnh và khiến chúng nó trở về thành này. Chúng nó sẽ đánh, sẽ chiếm lấy và lấy lửa đốt đi. Ta sẽ làm cho các thành Giuđa trở nên hoang vu, không có dân ở. Chương 35. Về đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a vua Giuđa, có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: hãy đến nhà của người Rê-cáp nói cùng chúng nó. Khá đem chúng nó đến nhà Đức Giê-hô-va vào trong một cái phòng và cho chúng nó uống rượu. Tôi bèn đem Gia-a-sa-nia, con trai Giê-rê-mi, cháu Ha-bác-si-nia, cùng các anh em người, mọi con trai người và cả nhà Rê-cáp nữa. Tôi đem họ vào nhà Đức Giê-hô-va, trong phòng của những con trai Hanan, con trai Gidalia, người của Đức Chúa Trời, là phòng gần phòng các quan trưởng và ở trên phòng Ma-a-sê-gia, con trai Sa-lum, là người canh ngạch cửa. Tôi để những bình đầy rượu và chén trước mặt các con trai nhà người Rê-cáp và nói với họ rằng: hãy uống rượu đi. Nhưng họ đáp rằng: chúng tôi không uống rượu nào, vì tổ chúng tôi là Jonadab, con trai Rê-cáp, có truyền dạy chúng tôi rằng: các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu. Các ngươi chớ xây nhà, chớ gieo giống, chớ trồng và chớ có vườn nho, nhưng các ngươi khá ở nhà tạm suốt đời, hầu cho được sống lâu trong đất mà mình kiều ngụ. Chúng tôi vâng theo tiếng của Jonadab, con trai Rê-cáp, tổ chúng tôi, trong mọi điều người đã răn dạy chúng tôi, thì trọn đời chúng tôi, cho đến vợ, con trai, con gái chúng tôi cũng không uống rượu. Chúng tôi không xây nhà để ở, không có vườn nho, ruộng và hột giống, nhưng cứ ở trong trại. Chúng tôi đã vâng lời tổ chúng tôi là Jonadab như vậy, và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi. Nhưng xảy ra, khi Nebuchadnezzar vua Babylon đến trong đất này, chúng tôi nói cùng nhau rằng: hãy lên Jerusalem, vì sợ đạo binh của người canh đê và đạo binh của Syri. Vậy nên, chúng tôi đến ở tại Jerusalem. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: hãy đi, nói cùng người Giuđa và dân cư Jerusalem rằng: Đức Giê-hô-va phán: các ngươi không chịu dạy và không nghe lời ta sao? Lời Jonadab, con trai Rê-cáp, đã răn dạy con cháu mình rằng không được uống rượu thì thành sự. Chúng nó không uống cho đến ngày nay, vì đã vâng theo mạng lệnh của tổ mình. Còn ta đã dậy sớm nói với các ngươi, mà các ngươi không nghe ta. Ta cũng đã sai hết thảy đầy tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi. Ta đã dậy sớm sai họ đến đặng nói rằng: mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình, hãy sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo sau các thần khác để hầu việc chúng nó, thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào và chẳng nghe ta, vì các con trai của Jonadab, con trai Rê-cáp, đã vâng giữ lời răn dạy của tổ mình ban cho, còn dân này thì chẳng nghe ta. Cho nên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này,
ta sẽ giáng cho Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem mọi tai vạ mà ta đã rao cho chúng nó. Vì ta nói mà chúng nó không nghe, ta gọi mà chúng nó không trả lời. Đoạn Giê-rê-mi nói cùng nhà người Rê-cáp rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Vì các ngươi đã vâng theo mạng lệnh của tổ mình là Giô-na-đáp, đã giữ mọi lời răn dạy của người và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi. Vì cớ đó, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.